Mến chào tất cả các anh chị. Hôm nay Jenny chia sẻ ba cái bộ chăm sóc da căn bản của NutriCentral. Thì đầu tiên em sẽ nói về cái bộ dành cho da normal and dry ha. Dạ, em sẽ không có đi sâu về cái công dụng của các cái sản phẩm hay là cái ingredient, tức là cái thành phần của các cái sản phẩm, mà em chỉ nói về cái cách sử dụng cho đơn giản, cho nhanh gọn nha. Đối với bản thân Jenny đó, thì Jenny thường hay có make up. Thì nếu mà mình có make up thì Jenny sẽ sử dụng như vậy. Đầu tiên, trong cái bộ mà dành cho da da thường và da khô đó, thì nó gồm có 5 sản phẩm giống như vậy nha. Nó bao gồm nè, sữa rửa mặt là 1, toner là 2, serum tái tạo da làm liền thẹo và bảo vệ da của mình, tức là chống lại những cái chất làm cho da bị tổn thương đó, là 3. Rồi sau đó thì kem dưỡng ban ngày hoặc là kem dưỡng ban đêm. Thì đây là cái bộ dành cho da bình thường và da hơi khô nha. Thì cái cách sử dụng nó là như vậy. Dạ, em chào các chị. Đơn giản lắm. Bộ này thì đầu tiên, ví dụ như nếu mà Jenny sử dụng, thì Jenny có make up, thì Jenny sẽ lấy cái chai Creamy Cleansing Lotion. Lấy khá là nhiều nha. Lấy khá là nhiều. Đó, Jenny lấy chừng này đây. Và Jenny sẽ bỏ lên trên mặt để Jenny rửa cái mặt của mình. Rửa sơ hết những cái make up này bằng cái sữa rửa mặt này. Tại vì đối với Jenny, khi Jenny có make up á, thì những cái sữa rửa mặt này Jenny sẽ cảm giác không có đủ sạch sâu. Đó, thì Jenny sẽ massage đều hết trên cái mặt bằng cái sữa rửa mặt Creamy Cleansing Lotion. Ok. Rồi, không có mang cái khăn tới đây. Sau đó đó thì Jenny sẽ rửa sơ lại những cái make up đó xuống đi bằng nước. Hoặc là anh chị cũng có thể lấy khăn lau nếu mà anh chị muốn. Nhưng mà thường thường Jenny rửa mặt thì Jenny rửa trong sinh, cho nên Jenny sẽ rửa lại bằng cái nước. Sau khi Jenny rửa nước rồi thì Jenny sẽ dùng cái máy. Tại vì cái này là một cái dạng sữa kem, nó rất là dịu dàng. Đối với lại da mà Jenny make up, với lại Jenny muốn được rửa sâu hơn á, thì Jenny sẽ dùng cái sữa rửa mặt đó Jenny thay cho cái remove make up thôi. Rồi sau đó thì anh chị sẽ dùng cái máy rửa mặt Lumi cộng với cái gel của nó để anh chị rửa sạch và sạch sâu ha. Đó, thì nếu là anh chị nào sử dụng thêm với máy Lumi Spa, còn nếu mình không sử dụng thêm với máy Lumi Spa thì anh chị bỏ qua cái bước này nha. Thì khi mà quan trọng là khi cái cách rửa anh chị massage, anh chị cũng massage lên và massage ra, massage lên và massage ra nha. Anh chị khi massage đó, anh chị đưa lên, anh chị có thể bỏ một tí lực đi ra, anh chị sẽ rất là nhẹ, anh chị không có đẩy mạnh lên trên cái tay của trên cái này của mình ha. Rồi, xong rồi đó, thì sau khi anh chị rửa mặt bằng cái sữa rửa mặt Creamy Cleansing Lotion xong, thì anh chị sẽ rửa lại bằng nước lạnh thiệt là sạch. Sau khi các chị rửa lại bằng nước lạnh thật là sạch, thì các chị sẽ dùng toner với lại bông gòn. Anh chị dùng toner với bông gòn là sao? Là bởi vì ví dụ như nó còn một cái chút nào dơ trong cái khóe mắt make up của mình hoặc là xung quanh viền này nọ đó, thì mình dùng cái bông gòn mình có thể lau sạch hết những cái phần dơ còn lại. Và toner là một cái rất là quan trọng bởi vì nó làm cho cái độ pH, cái độ pH đó, ở trên cái da của mình nó trở lại trung tính và để cho nó thẩm thấu được những cái dưỡng chất vào ha. Cho nên sau đó mình sẽ dùng toner. Rồi sau khi mình dùng toner rồi đó thì mình sẽ dùng cái serum. Anh chị có thể pump khoảng chừng 4 pump, pump mạnh tay một chút. Mình sẽ pump khoảng chừng 4 pump, mình bỏ đều lên trên mặt. Khi mà anh chị bỏ toner xong đó thì anh chị nhớ vỗ cho cái toner nó thấm hết vào da của mình. Và khi nó thấm hết rồi thì cái da của mình nó thoáng đó, thì lúc đó mình mới bắt đầu bỏ serum. Bỏ serum rồi mình cũng tản đều. Mình tản đều xong rồi mình cũng bắt đầu. Và nếu mà anh chị nào có thể thì cũng có thể share cái Facebook Live này ra cho bạn bè của mình cùng xem nha. Anh chị bỏ serum, anh chị tản đều rồi mình cũng vỗ. Mình cũng vỗ đều lên hết trên cái gương mặt của mình cho nó thấm. Sau khi nó thấm rồi đó, thì nếu là ban đêm thì anh chị sẽ bỏ kem dưỡng ẩm, anh chị cũng tản đều ra và sau đó anh chị cũng vỗ cho tới khi nó thẩm thấu vào trong cái da của mình và anh chị thấy nó khô ráo trên da đó thì anh chị đi ngủ thôi. Còn nếu là ban ngày thì đối với Jenny xài cái này ban ngày, Jenny cũng xài một tí xíu kem dưỡng ẩm, sẽ ít hơn là xài ban đêm. Tại vì cái này thuộc dạng dành cho da thường và da khô thì mình cần cung cấp cái dưỡng ẩm đó, thì Jenny sẽ bỏ một tí xíu kem dưỡng ẩm rồi Jenny mới bỏ chống nắng. Đó là cái cách của Jenny xài, tại vì cái da của mình khô, hơi khô đó, thì mình sẽ xài như vậy ngày đêm thì mình cũng cần một tí dưỡng ẩm hết. Thì đó là cái cách sử dụng của cái bộ dành cho da thường và da khô. Nếu mà các chị bắt kịp em á, bắt kịp em cái bộ này á,
thì các chị có thể bấm số 1 giùm em ha. Nếu mà bắt kịp em ha, bấm số 1 giùm em. Còn nếu mà cần á, thì em sẽ nói lại ha. Và em sẽ tóm lại một lần rất là nhanh. Đầu tiên mình sẽ dùng cái chai màu xanh này là sữa rửa mặt. Nếu mà các chị không dùng máy Lumi Spa, các chị có thể massage và ở trên mặt của mình rửa khoảng chừng 1 cho tới 2 phút. Ok, không sao hết nha. 1 cho tới 2 phút. Sau đó sẽ bỏ toner, rửa lại bằng nước lạnh thật là sạch. Rồi sau đó sẽ bỏ toner. Toner thì thường dân đi dùng bông gòn để lau khô sạch sẽ. Rồi sau đó mình sẽ vỗ cho cái toner nó thấm vào và cái da nó thoáng. Rồi mình xài serum. Serum thì mình xài khoảng chừng 4 pump. Rồi mình bỏ cho nó tản đều, rồi mình phủ cho nó thấm, rồi mình mới xài kem ban ngày hoặc ban đêm. Nếu là ban ngày thì xài kem ban ngày, ban đêm thì xài kem ban đêm ha. Vậy là cái bộ này coi như ok đúng không ạ? Rồi, qua cái bộ thứ hai là cái bộ dành cho da dầu và da mụn cũng xài được nha. Thì cái bộ này nó gồm có sữa rửa mặt Pearl Clean Gel. Pearl Clean Gel thì nó ở dạng gel trong, xài rất là thích, cực kỳ thích. Bản thân của Jenny rất là, hồi xưa thì Jenny thường xài Creamy Cleansing Lotion, nhưng mà bây giờ Jenny xài cái này thì Jenny rất là ghiền đó, rất là, và xài rất là sạch nha. Rồi có toner, nó có exfoliate toner, tại vì đây là da mụn và da dầu, cho nên trong cái exfoliate toner đó là dùng cho medical medication, tức là nó có medication anh chị, thì nó là acne medication, cho nên nó có thể hỗ trợ được cho những cái da mụn đó, nó làm liền thẹo đồ này nó hỗ trợ cho mình được ha. Rồi có exfoliate, tại vì thường thường da mụn thì nó dễ dầu, đây là dành cho da dầu, da mụn thì thường thường da nó sẽ dày hơn là những người da khô và da thường, cho nên có exfoliate ha. Và rồi cũng có kem ban ngày và kem ban đêm. Kem ban ngày và kem ban đêm của hai bộ này là cái kem ban ngày nó cũng khác nhau nha mấy chị. À, kem ban ngày của kem ban ngày của cái bộ mà dành cho da dầu thì nó sẽ light moisturizer, tức là cái độ ẩm nó thấp hơn là cái độ ẩm của cái bộ mà dành cho da thường. Cái này là cream day moisturizer đó, SPF 35, đều là SPF 35, nhưng mà cái này cream, tức là cái độ đậm đặc, cái độ moisture của nó cao hơn là cái bộ dành cho da dầu ha. Rồi cái dạng dưỡng ẩm của nó cũng ở dạng gel, rất là thích nha. Rồi đầu tiên á, thì đối với lại những người da dầu đó, thì anh chị sẽ dùng cái exfoliate scrub. Anh chị rửa mặt của mình một tuần 1 cho tới 2 lần. Jenny cực kỳ thích cái exfoliate scrub này. Hello chị, hello myself. Exfoliate scrub loại này đó là nó mịn mà nó có cái dạng kem ở trong đó, cho nên mấy chị xài mấy chị an tâm là sẽ không có bị tổn thương da của mình, cực kỳ mịn và dạng kem cực kỳ tốt, cho nên là đối với những người không có chuyên sử dụng á, rất là an toàn. Một tuần mình có thể sử dụng một hoặc là hai lần trong một tuần nha. Rồi sau đó thì anh chị sẽ rửa sạch cái exfoliate bằng nước. Thì tiếp theo bước thứ hai anh chị sẽ xài là anh chị sẽ xài cream pearl cleansing gel nha, pearl cleansing gel. Anh chị bỏ ra vào tay cũng nhiều nhiều một chút nha, rồi bỏ lên trên mặt massage trong vòng 1 tới 2 phút. 2 phút cũng được, massage kỹ vào những cái chỗ nào mà da mình dầu, những cái chỗ nào mà da mình lỗ chân lông bự, những cái chỗ nào mà da mình dơ đó thì mình có thể massage bự kỹ vào. Mình có thể nói là cái vùng T-zone là cái vùng này nè, đó là cái vùng T-zone. Thì anh chị có thể massage vào cái vùng T-zone kỹ để cho nó rửa sạch. Sạch thì nó sẽ lỗ chân lông nó sẽ săn khít từ từ nha. Rồi sau khi anh chị rửa mặt bằng Pearl Clean Gel rồi đó, thì anh chị sẽ bỏ toner. Jenny cũng khuyên anh chị dùng toner bằng bông gòn, bằng cotton á, để mình có thể lau sạch những cái phần dư mình còn lại. Và tương tự như vậy, nếu ban ngày thì anh chị sẽ bỏ kem dưỡng ẩm ban ngày có chống nắng. Kem dưỡng ẩm ban ngày có chống nắng SPF 35. Cho dù bây giờ là mùa đông anh chị cũng nên xài, tại vì những cái ánh đèn, ánh điện, điện thoại rồi đó, nó cũng có những cái tia UV nó sẽ làm cho anh chị bị nám. Rồi ban đêm á, thì mình xài kem dưỡng ẩm của nó ha, cực kỳ xài là ghiền liền mà giá rất là phải chăng. Rồi qua cái bộ thứ ba, bộ thứ hai ok không ạ? Em nói như vậy chắc là anh chị bắt kịp đúng không ạ? Nếu mà bắt kịp em á, thì bấm số 2 giùm em nha. Rồi qua cái bộ thứ ba, bộ thứ ba thì nó có hơi khác một chút, là nó gọi là Day Away Micellar Beauty Water. Thì đây là cái dạng rửa mặt mà bằng nước anh chị. Nó sẽ là bằng nước chứ nó không có phải là bằng gel hay là bằng kem. Jenny bỏ vô cái nắp này cho đó, nó là bằng nước. Thì Jenny sẽ bỏ vào trong cái bông gòn.
và gel nail lau. Và ở trên này đó anh chị, họ có hướng dẫn sử dụng rất là kỹ. Bạn sẽ dùng bông gòn và bạn dùng đổ cái nước này lên trên bông gòn cho ướt, xong đó bạn có thể lau hết những cái make up và những cái gương mặt dơ của mình cho tới khi nó sạch thì thôi. Tại vì cái bộ này là dành cho da nhạy cảm hoặc là cực kỳ nhạy cảm. Em cảm ơn các chị đã hỗ trợ em tương tác, bấm số 2 và số 1 nha. Để em biết được, mình giải thích cho các chị hiểu đó, đặng nếu khi mình làm live để hỗ trợ cho mọi người mà mình nói mọi người không hiểu thì thật là lãng phí đúng không ạ? Rồi, sau khi mình dùng cái nước này mình lau bằng bông gòn, mình lau sạch hết những cái make up hoặc là những cái da dơ trên mặt của mình, lau tới khi mình cảm thấy sạch thì khi mình lau mình cũng lau nhẹ nhàng. Và mình lau mấy chị cũng nhớ là lau lên. Thường thường các chị của mình là lau xong rồi cứ kéo xuống vậy nè nha. Thì mình không có lau xuống mà mình sẽ lau lên nha. Mình sẽ lau lên. Rồi sau khi mấy chị lau lên rồi á thì mấy chị sẽ rửa mặt lại bằng nước cho sạch ha. Mình cũng vẫn phải rửa mặt lại bằng nước cho sạch, rồi sau đó mình cũng sẽ dùng bông gòn và toner của cái loại này gọi là PS toner, tức là toner này rất là dịu, không giống như toner của cái bộ trị mụn thì nó có cho acne medication. Còn cái này thì nó là PS toner, nó sẽ làm cho cái độ BS của da của mình nó trung tính lại nha. Rồi sau khi mình dùng toner xong thì cũng tương tự như vậy. Ở trong này nó sẽ có hai loại mặt nạ, một cái loại mặt nạ gọi là Creamy Hydrating Mask, tái tạo da và hồi phục da, và dùng cho những người da khô, da nhạy cảm cực kỳ tốt. Chỉ cần xài một lần thôi có thể cảm nhận được cái kết quả của nó nè. Anh chị nào ở trên live hôm nay mà đã sử dụng cái bộ cái mặt nạ Creamy Hydrating Mask á, và có cái cảm giác là nó dịu, nó calm, nó tone và nó cải thiện cái da nhạy cảm của mình ngay trong một lần đầu dùng, anh chị có thể bấm số 3 giùm em nha. Rồi cái thứ hai đó là nó có cái mặt nạ Creamy Hydrating Mask á, thì mấy chị sẽ đắp lên trên cái mặt của mình, có thể đắp sát vào những cái vùng mí mắt dưới và mí mắt trên luôn, tại cái này nó rất là dịu. Và khi mấy chị đắp xong rồi đó thì tại vì thường thường da mà khô thì những cái mí mắt trên và những cái mí mắt dưới cũng sẽ khô. Và chị Minh Châu là cực kỳ da hồi xưa cực kỳ nhạy cảm, xài là có hiệu quả nè. Rồi sau khi mấy chị sử dụng xong thì mấy chị có thể dùng nước massage lại cho cái mặt nạ Creamy này nó nhả ra, xong rồi mấy chị sẽ rửa nước cho sạch. Và sau khi mấy chị rửa nước cho sạch rồi đó thì mấy chị cũng sẽ phải bỏ lại toner rồi mình mới đắp kem dưỡng ẩm lên ha. Đó là cái cách sử dụng thứ nhất của cái bộ cho da nhạy cảm rồi đúng không ạ? Tức là sẽ dùng bông gòn để rửa bằng lau mặt cho sạch bằng cái nước rửa mặt, xong rồi sẽ rửa lại bằng nước lạnh, rồi bỏ toner lên, rồi bỏ mặt nạ Creamy Hydrating Mask lên để khoảng chừng 2-30 phút, xong rồi mới rửa cái mặt nạ Creamy Hydrating Mask xuống, rồi bỏ toner trở lại. Toner đó là mấy chị sẽ apply toner, sẽ bỏ toner lên mặt của mình mỗi khi da mặt của mình đụng vào nước. Tức là mỗi lần mà da mặt của mình đụng vào nước xong đó thì mình sẽ phải rửa lại bằng, mình sẽ phải bỏ toner lên để cho nó cân bằng lại cái độ pH của da mình, thì khi mình xài những cái treatment thì nó mới giúp cho cái da của mình thẩm thấu tốt nha. Và sau đó thì mấy chị sẽ xài kem dưỡng ẩm ban đêm ha. Tại vì trong cái bộ này thì không có kem dưỡng ẩm ban ngày, cho nên nếu mà anh chị cần những cái kem dưỡng ẩm ban ngày thì anh chị có thể mua thêm. Rồi cách thứ hai là anh chị cũng sẽ lau cái mặt của mình bằng cái sữa rửa mặt của nó, bằng nước rửa mặt của nó, xong đó anh chị sẽ bỏ toner xong thì anh chị sẽ đắp cái mặt nạ Celltrax Away Dry Recover Proof. Tại vì đối với lại những người mà da mỏng đó thì mình cần có những cái dòng sản phẩm để recover những cái da, để tái tạo lại cái da, thì đây là cái mặt nạ có thể hỗ trợ các anh chị tái tạo và nuôi dưỡng cái da của mình trở nên mạnh khỏe hơn. Thì anh chị có thể đắp xen kẽ 1 tuần 3 ngày cái này và 3 ngày cái kia, 3 ngày cái Creamy Hydrating Mask. Khi mà anh chị sử dụng cái mặt nạ Celltrax Away Dry này đó, Recover Fruit này đó, Recover Mask này đó, thì anh chị đắp khoảng chừng 15-20 tới 25 phút thì anh chị sẽ lấy cái mặt nạ ra. Tại vì đây là một cái loại mặt nạ giấy nha, đây là một cái loại mặt nạ giấy, đắp thích lắm mấy chị, đắp cực kỳ thích. Mặt nạ giấy khi anh chị đắp xong rồi thì anh chị chỉ cần lấy cái mặt nạ ra bỏ đi, và rồi mình vỗ cho cái những cái dưỡng chất trong cái mặt nạ nó thấm hết vào da của mình, thì anh chị bôi kem dưỡng ẩm lên. Có nghĩa rằng là cái mặt nạ này mình xài xong mình sẽ không rửa lại bằng nước nha,
mình xài rồi mình sẽ không có rửa lại bằng nước giống như các loại mặt nạ khác. Riêng cái mặt nạ giấy của Nu Skin thì mình xài xong mình không cần phải rửa lại bằng nước, tại vì nó rất là nhiều những cái dưỡng ẩm, những cái vitamin đồ ở trong đó đó, cho nên là mình không có cần phải rửa lại bằng nước nha. Và nó sẽ giúp cho da của mình căng bóng, tái tạo da, làm cho da khỏe mạnh trở lại. Ok, rồi đó là cái cách sử dụng bộ số 3. Thank you and bye.